ngày 24 tháng 5, trường Mẫu giáo Hoa Hồng long trọng tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, tổng số học sinh toàn trường 508 học sinh, tỷ lệ quy động đạt 109,24%. Qua quy động học sinh 5 tuổi ra lớp là 286 học sinh, đạt tỷ lệ 100%. Trong năm, trường đã tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, đúng độ tuổi, góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch đẹp, thân thiện, xây dựng góc sáng tạo cho trẻ và tạo cảnh quan môi trường học tập tốt tại khuôn viên trường và khu vui chơi ngoài trời. Tại buổi lễ, nhà trường đã trao giấy khen cho 184 bé đạt thành tích giáo ngoan Bác Hồ năm học 2023-2024.